Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh YouTube báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. The Washington Post đưa tin các máy bay chiến đấu F-16 sắp có mặt ở Ukraine sẽ không mang lại lợi thế cho lực lượng vũ trang Ukraine do sự vượt trội của quân đội Nga. Ấn phẩm viết, đơn giản là có quá ít máy bay và quá nhiều hệ thống phòng không của Nga có khả năng bắn hạ chúng, Điều này có nghĩa là những chiếc F-16 đầu tiên rất có thể sẽ dùng để tăng cường khả năng phòng không của Ukraine, bắn hạ các mục tiêu trên không như tên lửa, máy bay không người lái và máy bay mà không tấn công vào bộ binh Nga cũng như các mục tiêu quân sự khác gần mặt trận. Washington Post lưu ý rằng Ukraine đang chờ giao khoảng 20 máy bay chiến đấu và sự hỗ trợ khiêm tốn như vậy báo hiệu sự dạn nứt ngày càng sâu sắc trong quan hệ giữa Kiev và các đồng minh. Trong cuộc trò chuyện với VKP, một quan chức Ukraine lưu ý rằng lực lượng vũ trang Ukraine sẽ không thể sử dụng F-16 gần nơi Nga triển khai quân do mối đe dọa từ phòng không Nga. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Shinsky cũng chỉ ra rằng các máy bay chiến đấu sẽ bay ở khoảng cách ít nhất 25 dặm tính từ tiền tuyến. Do đó, Ukraine khó có thể sử dụng những máy bay này để tấn công mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Bình luận với tờ Business Insider của Mỹ mới đây, các chuyên gia quân sự Mỹ cho rằng để phát huy tối đa tiềm năng của những chiếc máy bay F-16 mới, Ukraine sẽ cần thực hiện những thay đổi mạnh mẽ. Các sĩ quan cấp cao của Ukraine xuất thân từ quân đội Liên Xô đã được đào tạo và thấm nhuần tư tưởng chiến tranh của Liên Xô. Trước sự đối đầu với lực lượng lớn hơn của Nga, quân đội Ukraine buộc phải áp dụng hình thức tác chiến phối hợp. Cuối năm nay, Ukraine sẽ nhận được máy bay chiến đấu F-16. Việc cần làm tiếp theo là lập kế hoạch sử dụng hiệu quả chúng trong cuộc đối đầu đang diễn ra với Nga quốc gia có lực lượng không quân mạnh hơn, máy bay hiện đại hơn và nhiều tên lửa phòng không. Theo hai chuyên gia người Mỹ, những máy bay F-16 có thể giúp Ukraine xoay chuyển tình thế nhưng chỉ khi không quân Ukraine sẵn sàng thay đổi cách chiến đấu. Theo các chuyên gia quân sự Mỹ trên, Ukraine cần phải học cách khai thác tối đa sức mạnh trong lực lượng của mình trước sức mạnh vượt trội của Nga. Điều này đòi hỏi một phong cách chiến tranh linh hoạt và phối hợp như việc pháo binh và tên lửa mặt đất phá hủy hệ thống phòng không của Nga để không quân Ukraine có thể hoạt động hiệu quả hơn và cung cấp hỗ trợ trên không cho bộ binh. Tuy nhiên, các chuyên gia Mỹ lưu ý rằng F-16 có thể dễ bị tấn công trong không phận Ukraine và Ukraine có thể không có nhiều máy bay bổ sung nếu bị tổn thất. Trong khi đó, những cải cách cần thiết sẽ không dễ dàng và đòi hỏi thời gian, nhưng Ukraine phải thực hiện nếu muốn đạt được lợi thế trước Nga gần đây nga đã phủ kín bầu trời ukraine bằng uav giám sát nhằm khai thác lỗ hổng trong hệ thống phòng không từ đó tiến hành các cuộc tấn công ngày càng tinh vi vào những vị trí của ukraine nhờ khả năng chiếm ưu thế trên không dọc theo một số khu vực của mặt trận nga có thể ném hàng trăm quả bom dẫn đường xuống các vị trí của ukraine mỗi ngày từ đó giúp lực lượng mặt đất của nước này giành được chiến thắng dù chậm chạp và tốn kém tuy nhiên những cuộc tấn công vào căn cứ không quân của Ukraine cho thấy quyết tâm của Nga trong việc hạn chế tầm ảnh hưởng của máy bay F-16 phương Tây ngay cả trước khi chúng được đưa vào chiến trường Ukraine. Xong, đồng thời nó cũng cho thấy những thách thức mà Ukraine phải đối mặt khi chuẩn bị triển khai chiến đấu cơ này lần đầu tiên. Hãng thông tấn TASS của Nga cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản mới đây, Lầu Năm Góc xác nhận đã chuẩn bị hai gói viện trợ vũ khí cho Ukraine với tổng giá trị lên đến 1,7 tỷ đô la Mỹ. Gói đầu tiên trị giá 200 triệu đô la Mỹ bao gồm tên lửa đánh chặn phòng không, đạn dược cho các hệ thống rocket và pháo binh cũng như vũ khí chống tăng từ kho dự trữ của quân đội Mỹ. Gói thứ hai trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ sẽ hỗ trợ năng lực phòng không cho Kiev theo sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine USAI. Lầu Năm Góc cho biết thêm Ukraine sẽ nhận được đạn dược cho hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia NASAMS đạn phòng không tầm thấp và tầm trung, tên lửa phòng không RIM-7, các thiết bị tác chiến điện tử, đạn cho hệ thống tên lửa phóng loạt cơ động cao HIMARS, đạn pháo 155mm và 105mm, đạn cối 120mm, bom có độ chính xác cao, tên lửa TOV kép, các hệ thống chống tăng Javelin và AT-4, vũ khí hạng nhẹ, vật liệu nổ và thiết bị công phá cùng đạn dược, hệ thống liên lạc an toàn, dịch vụ hình ảnh, vệ tinh thương mại cũng như nhiều phụ tùng thay thế khác. Theo hãng thông tấn TASS, kể từ khi ông Joe Biden trở thành Tổng thống Mỹ, Washington đã phân bổ hơn 56,1 tỷ đô la Mỹ vũ khí cho Ukraine, trong đó có hơn 55,4 tỷ đô la Mỹ kể từ thời điểm nổ ra xung đột Nga-Ukraine. Trong một diễn biến khác, theo tờ Euromaidan Press, người dân miền Tây Ba Lan đang chứng kiến sự gia tăng lưu lượng xe quân sự của Mỹ khi quân đội nước này di rời thiết bị từ các căn cứ của Đức đến các cơ sở mới ở Povis, cụ thể là quân đội Mỹ đang di rời xe bọc thép từ Đức đến một căn cứ gần Poznan, Ba Lan như một phần trong nỗ lực củng cố sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Người dân của các tỉnh Lubuskie và Greater Poland đã thấy xe tăng và xe chiến đấu ngày càng tăng trên các tuyến đường địa phương. Tuy nhiên, theo báo cáo, chính quyền khu vực đảm bảo rằng việc vận chuyển này không phải do bất kỳ sự kiện hiện tại nào gây ra. Hoạt động này là một phần của kế hoạch được lên từ trước nhằm di rời thiết bị quân sự của quân đội Mỹ từ các căn cứ quân sự ở Đức đến các nhà kho ở Povis. Hoạt động di chuyển này được điều phối bởi Trung tâm Điều phối Di chuyển của quân đội Ba Lan diễn ra sau khi Mỹ hoàn thành xây dựng một căn cứ ở Sivietosdorp, Ba Lan, có thể đóng được 1.000 quân và dự kiến sẽ tiếp tục cho đến cuối tháng 9. Theo Radio Jet, 87 xe tăng, 150 xe chiến đấu bộ binh và 18 đơn vị pháo tự hành sẽ được chuyển đến căn cứ ở Povis, miền Trung Ba Lan, do các nhà kho ở Povis nằm cạnh sân bay cho nên nó cho phép di chuyển nhanh chóng thiết bị cùng với đạn dược kèm theo trong trường hợp cần thiết. Trước đây, những khí tài này được lưu trữ tại một nhà kho quân sự ở Mannheim và sự xuất hiện của chúng ở Povis sẽ tăng cường đáng kể sự hiện diện của Mỹ tại Ba Lan. Ngoài ra, tờ The Stars and Stripes của Bộ Quốc phòng Mỹ tiết lộ hoạt động này đã được bắt đầu từ hồi cuối tháng 6, kho thiết bị và đạn dược của Mỹ tại căn cứ Povis khởi công xây dựng hồi mùa hè năm 2022 sẽ đi vào hoạt động đầy đủ vào năm 2025. Vừa qua, một đoạn video do bộ quốc phòng Nga chia sẻ cho thấy, xe chở hệ thống pháo phản lực MLRS M270A1 di chuyển với tốc độ cao băng qua một cánh đồng. Lực lượng Nga nhanh chóng phát hiện mục tiêu, sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander M tấn công. Xảy ra vụ nổ lớn và hỏa hoạn sau cuộc tấn công. Theo ước tính của quân đội Nga, đã có thương vong trong cuộc tấn công, trong khi pháo M270A1 và một xe hộ tống đã bị phá hủy. Hệ thống MLRS M270A1 là phiên bản nâng cấp của HIMARS, có khả năng loại bỏ tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS cũng như các loại đạn có độ chính xác cao. Quân đội Nga tiến hành săn lùng tài sản có giá trị cao của Ukraine, bao gồm bệ phóng HIMARS. Trong những tuần gần đây, nhiều bệ phóng cùng loại đã bị phá hủy. Chúng bị phát hiện bởi máy bay không người lái giám sát sâu phía sau tiền tuyến. Các bệ phóng HIMARS từ lâu đã được Kiev tung hô là một trong những công cụ tầm xa tối ưu để tấn công tài sản quân sự của Nga, ví dụ như sân bay, kho đạn dược và điểm chỉ huy. Tuy nhiên, hệ thống này cũng thường xuyên được sử dụng để dàn dựng nhiều cuộc tấn công vào các cơ sở dân sự sâu bên trong lãnh thổ Nga. HIMARS là hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao do Mỹ phát triển, cung cấp bệ phóng linh hoạt cho nhiều loại đạn khác nhau. Hệ thống này có thể phóng 6 tên lửa dòng MLRS hoặc một tên lửa chiến thuật ATACMS HIMARS được thiết kế để phản ứng nhanh chóng và chính xác trước nhiều mối đe dọa khác nhau trên chiến trường. Với trọng lượng khoảng 11 tấn, xe có thể đạt tốc độ tối đa trên đường 85 km h cho phép triển khai nhanh chóng ở các vùng xung đột. Trong khi đó, Iskander-M là một trong những hệ thống tên lửa đạn đạo hiện đại nhất của Nga, có khả năng mang nhiều loại đầu đạn khác nhau, bao gồm cả đầu đạn hạt nhân chiến thuật. Hệ thống tên lửa này có khả năng cơ động cao và có thể xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa, khiến nó trở thành vũ khí tấn công rất hiệu quả. Tên lửa Iskander có chiều dài 7,2m, đường kính 0,95m, trọng lượng bay 3,8 tấn, đầu đạn 380kg, có thể bay trên độ cao 50km. Hệ thống tên lửa được thiết kế để tấn công các mục tiêu trong phạm vi lên đến 500km. Kể từ khi thoát khỏi vụ ám sát hụt, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đảm bảo được vị trí ứng viên đề cử của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Một câu hỏi được đặt ra nếu ông Trump quay lại Nhà Trắng, Ukraine sẽ như thế nào? Trước đó, ông Trump tuyên bố rằng ông có thể chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine trong 24 giờ, mặc dù ông không nêu rõ các biện pháp đó là gì. Sau cuộc điện đàm gần đây với tổng thống Ukraine Zelensky, ông Trump tuyên bố cả hai bên có thể ngồi lại với nhau, đàm phán một thỏa thuận chấm dứt bạo lực và mở đường hướng tới thịnh vượng. Tuy nhiên theo giới quan sát, mối lo ngại lớn ở đây là ý tưởng của ông Trump về một giải pháp hòa bình. Có thể chỉ đơn giản là việc Nga kiểm soát các khu vực hiện nay ở Ukraina. Gần đây, ông đã tuyên bố với người đồng hành tranh cử của mình là thượng nghị sĩ bang Ohio, James David Vance, người đã nói rằng ông không thực sự quan tâm đến những gì xảy ra với Ukraina. Với tất cả những điều này, nếu ông trong quay lại Nhà Trắng, các thành viên NATO khác có thể đối mặt với một lựa chọn khó khăn, hoặc chấp nhận một thỏa thuận có lợi cho Nga, hoặc ủng hộ ông Zelensky bác bỏ một thỏa thuận như vậy và tiếp tục chống lại cuộc tấn công của Moscow. Trong kịch bản thứ hai, Ông Trump thậm chí có thể ngăn cản những người không có cùng ý kiến bằng cách rút lại các đảm bảo quốc phòng của Mỹ đối với các đồng minh mà ông coi là làm gia tăng xung đột bằng cách cung cấp vũ khí cho Ukraine. Một cuộc khủng hoảng theo hướng này sẽ chia rẽ và làm suy yếu NATO đến mức một số đồng minh có thể rút lui khỏi cuộc đối đầu với Tổng thống Nga Vladimir Putin và dừng hỗ trợ Ukraine. Bên cạnh đó, một thực tế là ngay cả khi Đảng Dân Chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới, thì mối đe dọa từ Trung Quốc có thể bóp nghẹt nguồn tài trợ của Mỹ cho Ukraine. Trong trường hợp đó, ông Zelensky sẽ phải dựa vào các đồng minh châu Âu, cùng với các khoản vay G7 được hỗ trợ bởi số tiền thu được từ các tài sản bị đóng băng của Nga. Tuy nhiên, nếu ông Trump giành chiến thắng vào tháng 11 tới, các cố vấn của ông có thể sẽ cho rằng cuộc xung đột ở Ukraine cần kết thúc để ngăn Mỹ bị kéo vào nếu Nga muốn đáp trả việc các thành viên NATO cung cấp vũ khí cho Ukraine. Khi Tổng thống Zelensky tiếp tục kêu gọi phương Tây cho phép sử dụng vũ khí tầm xa do họ cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, rủi ro này không phải là hoàn toàn không thể xảy ra điều này đồng nghĩa rằng một phần cái giá của việc ông trump chấp nhận các thành viên eu tiếp tục cung cấp vũ khí cho ukraine có lẽ là cam kết không sử dụng các vũ khí này tấn công sâu vào lãnh thổ nga mặc dù vậy hiện nay có một vài ngoại lệ đối với các mục tiêu ở nga gần biên giới với ukraine điều này không kéo mỹ vào xung đột trực tiếp với nga dưới thời tổng thống joe biden nên cũng không xảy ra dưới thời ông trump tuy nhiên thực tế là trước những mối đe dọa từ một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân như nga châu âu chỉ cảm thấy an toàn khi cung cấp vũ khí cho ukraine nếu ông Trump duy trì cam kết của Mỹ với NATO. Điều này đã đưa đến một vấn đề khác, đó là ông Trump cho rằng các nước châu Âu nên hành động nhiều hơn để tự vệ, thể hiện qua chính câu nói của ông rằng ông sẽ khuyến khích Nga làm bất kỳ điều gì họ muốn với các thành viên NATO không đóng góp công bằng cho liên minh. Vì vậy, với việc ông Trump đắc cử, những cam kết đáng tin cậy về việc tăng chi tiêu quốc phòng sẽ phải là một phần của bất kỳ thỏa thuận nào để tiếp tục ủng hộ Ukraine. Trong khi các cố vấn tương lai của ông Trump đồng ý với những lập luận như vậy, thì về nguyên tắc, vẫn còn nghi vấn liệu các thành viên NATO có thể thực sự thực hiện được những gì các cổ vấn của ông mong đợi hay không. Theo trang Pravda, cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dự đoán nếu tái đắc cử, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể chấm dứt xung đột Nga-Ukraine ngay lập tức. Trong một bài bình luận trên tờ Wall Street Journal xuất bản mới đây, ông Pompeo nhận định không có bằng chứng nào cho thấy nếu tái đắc cử, cựu Tổng thống Trump sẽ buộc Ukraine phải đầu hàng Nga. Cựu Ngoại trưởng Pompeo tin rằng một kế hoạch thành công cho Ukraine của chính quyền ông Trump trong tương lai có thể bao gồm nhiều điểm khác nhau. Tuy nhiên, một chuyên gia kinh tế của Ukraine là ông Alexei Koch mới đây cho biết không nên tin vào những gì mà ứng cử viên thuộc Đảng Cộng Hòa Mỹ là ông Donald Trump đã nói. Vị cựu Tổng thống thứ 45 của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ thực sự không có bất kỳ kế hoạch hòa bình nào cho Ukraine. Theo ông Alexei Koch, ông Donald Trump thực sự chỉ có ý định đóng băng cuộc xung đột Nga-Ukraine trong vài năm, có thể là hết nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông, rồi sau đó mọi việc sẽ do người khác giải quyết. Theo vị chuyên gia Ukraine, từ trước đến nay, ông Donald Trump nổi tiếng vì những phát ngôn bốc đồng và làm việc ngẫu hứng, nên mặc dù vị cựu tổng thống Mỹ này đã nói rằng ông có kế hoạch kết thúc xung đột trong 24 giờ hoặc 48 giờ, nhưng rất có thể không có bất cứ kế hoạch định trước nào cho Ukraine. Điều này không chỉ được dự báo cho tương lai mà thực tế đã chứng minh là ngay trong nhiệm kỳ trước của ông từ năm 2017 đến năm 2021, ông không có bất cứ kế hoạch nào về Ukraine. Chuyên gia này thừa nhận rằng có một số lợi ích nhất định cho Ukraine dưới nhiệm kỳ tổng thống trước đây của ông Donald Trump, nhưng nó không dẫn đến hòa bình lâu dài. Trước đó, trong cuộc điện đàm với tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông sẽ chấm dứt xung đột ở Ukraine thậm chí cả trước khi ông nhậm chức vào tháng 1 năm 2025 nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm nay. Ông Trump cho biết với tư cách là Tổng thống Mỹ, ông sẽ mang lại hòa bình cho thế giới và chấm dứt cuộc xung đột đã cướp đi rất nhiều sinh mạng. Theo tờ Newsweek, sau khi xuất hiện những tin đồn rằng ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump có thể hối hận khi chọn thượng nghị sĩ bang Ohio, James David Vance, làm người tranh cử cùng mình, lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer, thành viên Đảng Dân Chủ cho biết, ông Trump có thể thay thế phó tướng này trong vòng 10 ngày. Các thông tin trước đó cho rằng, ông Trump có thể đã nhận ra sai lầm khi chọn nghị sĩ Vance làm ứng cử viên phó tổng thống trong bối cảnh tổng thống Joe Biden từ bỏ cuộc đua và ủng hộ phó tổng thống Kamala Harris nhận đề cử của Đảng Dân Chủ để tranh cử vào tháng 11. Nhiều suy đoán cũng tiếp tục gia tăng khi thượng nghị sĩ James David Vance vấp phải phản ứng dữ dội từ dư luận và truyền thông khi những bình luận của ông trước đây bị đào lại. Trong đó, ông từng phát biểu rằng nước Mỹ được điều hành bởi những quý cô mèo không con trong một cuộc phỏng vấn với Fox News vào năm 2021. Tuy nhiên, những thông tin đồn đoán như vậy tiếp tục bị ban vận động tranh cử và chính ông Trump phủ nhận. Giám đốc truyền thông Steve Chung đã bác bỏ các báo cáo trong một tuyên bố. Tổng thống Trump rất vui mừng với sự lựa chọn của ông dành cho Thượng nghị sĩ Vance và họ là cặp hoàn hảo để giành lại Nhà Trắng. Bất kỳ báo cáo nào về điều ngược lại chỉ là những tin tức giả lố bịch từ những nguồn không tồn tại hoặc những trang cá nhân không biết chuyện gì đang xảy ra. trong khi đó đảng dân chủ hoàn toàn hỗn loạn sau cuộc đảo chính buộc ông Biden phải rời khỏi chiến dịch tranh cử, chứng tỏ họ là mối đe dọa thực sự đối với nền dân chủ. trong khi đó khi xuất hiện trên chương trình Face the Nation của CBS News, thượng nghị sĩ dân chủ Schumer đã phát biểu với người đồng hành cùng ông Trump. ông nói việc bổ sung ông James David Vance vào tấm vé này là một lựa chọn cực kỳ tồi tệ. Tôi nghĩ ông Donald Trump, tôi biết ông ấy và tôi nghĩ có lẽ ông ấy đang ngồi xem TV và hàng ngày phát hiện ra ông Vance đã làm điều gì đó cực đoan hơn, kỳ lạ hơn, thất thường hơn. Và tôi cá là ông Trump đang ngồi đó, gãi đầu và tự hỏi tại sao tôi lại chọn anh chàng này. Trong một tuyên bố gửi qua email cho Newsweek, giám đốc truyền thông Trung đã lên án nhận xét của thượng nghị sĩ Schumer và khẳng định rằng cựu tổng thống vui mừng với sự lựa chọn bạn tranh cử của mình. Theo Mitchell Brown, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Auburn, nếu ông Trump muốn thay thế ông Vance thì ông hoàn toàn có thể làm được. Tuy nhiên, ông Brown cảnh báo mọi chuyện sẽ không đơn giản khi ông Trump chọn người liên danh tranh cử lần thứ hai nếu nhìn vào các quy tắc của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa, RNC, được thông qua vào năm 2020. Các quy tắc nêu rõ rằng vị trí chống của ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa hoặc người đồng tranh cử có thể được RNC bổ sung hoặc RNC có thể triệu tập lại Đại hội Toàn quốc để bỏ phiếu tìm người thay thế. Những suy đoán liên quan đến ông Vance đã xuất hiện sau khi thượng nghị sĩ này được ông Trump chọn làm người liên danh tranh cử phó tổng thống tại đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa ở Milwaukee. Lý do là vì ông Vest là ứng cử viên phó tổng thống không đương nhiệm đầu tiên có tỷ lệ thuận lợi âm sau một đại hội kể từ năm 1980 theo kết quả của một số cuộc thăm dò. Theo phóng viên dữ liệu cấp cao của CNN, Harry Inten, tỷ lệ thuận lợi của ông Vest là âm 6 điểm sau đại hội. Phóng viên Inten cho biết, hiện tượng này đã quay trở lại từ năm 1980. Ông ấy là người đầu tiên ngay sau một đại hội đảng, một lựa chọn phó tổng thống, người thực sự có tỷ lệ ủng hộ âm. Mức trung bình kể tới năm 2000 là dương 19 điểm. Ông Vance đang làm nên lịch sử theo một cách hoàn toàn sai lầm. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khen ngợi nữ mật vụ đã dũng cảm che chắn cho ông trong vụ ám sát hụt, dù nhiều người chê nữ nhân viên an ninh quá nhỏ để có thể bảo vệ ông. Phát biểu tại một cuộc meeting ở St. Cloud, Minnesota cuối tuần qua, Ông Donald Trump đã khen ngợi hành động của nữ mật vụ trong vụ ám sát hụt ông vào ngày 13 tháng 7 năm 2024. Ông Trump nói trước đám đông, đó là một sự dũng cảm lớn, tất cả mọi người. Trong đó, có một phụ nữ bên phải đã che chắn cho tôi. Cô ấy đã che chắn cho tôi bằng mọi thứ có thể. Cựu Tổng thống Mỹ tiếp tục. Cô ấy bị tin tức giả chỉ trích vì không đủ cao, nhưng cô ấy rất dũng cảm, như thể muốn hứng đạn cho tôi. Nữ mật vụ xuất hiện trong bối cảnh ông Donald Trump bị trúng đạn khi vận động tranh cử ở Pennsylvania là chủ đề tranh luận gay gắt trên mạng xã hội. Ngay cả ông trùm công nghệ Elon Musk cũng cho rằng người phụ nữ có vẻ quá thấp để có thể bảo vệ cựu tổng thống một cách hiệu quả. Ông này cho rằng tình huống đó cần những người có vóc dáng đủ lớn để hoàn thành nhiệm vụ. Trong sự kiện cựu tổng thống Mỹ Donald Trump bị ám sát hụt tại bang Pennsylvania, các đặc vụ bảo vệ cựu tổng thống đã nhào lên sân khấu che chắn cho ứng cử viên Đảng Cộng hòa chỉ vài giây sau khi tiếng súng nổ ra. Dù không còn là tổng thống, ông Donald Trump vẫn nhận sự bảo vệ 24 7 của cơ quan mật vụ Mỹ, những người luôn trong tư thế sẵn sàng trở thành bia đỡ đạn cho ông trong tình huống hiểm nghèo. Mật vụ Mỹ là một trong những cơ quan liên bang lâu đời nhất. Cơ quan này được cố tổng thống Abraham Lincoln thành lập năm 1865 với chức năng ban đầu là cơ quan chuyên trách giải quyết nạn tiền giả tràn lan trên thị trường. Mật vụ Mỹ bắt đầu chính thức được giao nhiệm vụ bảo vệ các đời tổng thống, cựu tổng thống, gia đình và những yếu nhân khác từ năm 1901, sau khi tổng thống William McKinley qua đời do bị ám sát. Theo thời gian, chức năng và nhiệm vụ của cơ quan này liên tục thay đổi. Tuy nhiên, đến nay cơ quan này chủ yếu thực hiện hai nhiệm vụ chính: bảo vệ yếu nhân và điều tra các tội phạm tài chính khác nhau, bao gồm gian lận thẻ tín dụng, rửa tiền. Đến nay, danh sách nhân vật nhận được sự bảo vệ thường trực của mật vụ Mỹ bao gồm: tổng thống, phó tổng thống hoặc cá nhân tiếp theo trong danh sách kế vị tổng thống, trường hợp phó tổng thống không thể phục vụ, ứng viên tổng thống, phó tổng thống mới đắc cử và gia đình họ. Sau vụ ông Trump bị bắn, bà Omarosa Mangau Newman, từng làm việc trong chính quyền Mỹ khi ông Trump còn làm Tổng thống và làm việc tại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ Tổng thống của Bill Clinton, nhận định đây là tình huống xấu nhất mà các thành viên thuộc cơ quan mật vụ Mỹ đã được đào tạo để đối phó. Theo 9news.com.au, hiện nhà chức trách vẫn chưa tìm ra động cơ của kẻ tấn công. Điều này đã làm dấy lên sự phẫn nộ của lưỡng đảng về thất bại của cơ quan mật vụ trong việc bảo vệ cựu Tổng thống. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vừa qua đã cam kết tăng cường hơn nữa năng lực ứng phó của liên minh an ninh Nhật Mỹ. Thủ tướng Kishida đã đưa ra tuyên bố này trong cuộc gặp với các quan chức quốc phòng và đối ngoại hàng đầu của Mỹ tại Tokyo. Tại cuộc gặp với ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và bộ trưởng quốc phòng Lloyd Austin, thủ tướng Kishida bày tỏ hy vọng sẽ có các cuộc thảo luận và hợp tác cụ thể ở nhiều cấp độ và khuôn khổ khác nhau, bao gồm cả cấp lãnh đạo và cấp bộ trưởng, nhằm tăng cường năng lực phòng vệ của hai nước. Về phần mình, Ngoại trưởng Austin đánh giá cuộc hội đàm 2 cộng 2 vừa qua giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của Nhật Bản và Mỹ tại thủ đô Tokyo rất hiệu quả, cho rằng đây là cuộc họp mang tính lịch sử. Mở đầu họ báo, ông Austin đã nhấn mạnh cam kết bảo vệ Nhật Bản, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục làm việc với quan chức đồng cấp bên phía Nhật Bản để củng cố quan hệ song phương. Trước đó, tại cuộc hội đàm 2 cộng 2, có sự tham gia của Ngoại trưởng Yoko Kamikawa và Bộ trưởng Quốc phòng Minoru Kihara của Nhật Bản các bộ trưởng hai nước đã nhất trí tăng cường năng lực gian đe mở rộng. Bên cạnh đó, Nhật Bản và Mỹ cũng nhất trí nâng cấp chức năng chỉ huy của lực lượng Mỹ tại Nhật Bản, USFG, để liên minh phối hợp hiệu quả hơn. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, tiếp nối các thỏa thuận, ông Kihara và ông Austin đã nhất trí để nhanh nỗ lực nhằm tăng cường các cấu trúc chỉ huy và kiểm soát của lực lượng phòng vệ Nhật Bản, SDF và USFG thông qua các nhóm làm việc dự kiến sẽ được thành lập. Sau khi tái cơ cấu, USFG sẽ đóng vai trò là đối tác quan trọng của sở chỉ huy tác chiến chung của SDF. Cơ quan dự kiến sẽ chính thức hoạt động từ tháng 3 năm 2025 để thống nhất quyền chỉ huy các lực lượng phòng vệ trên bộ, trên biển và trên không. Trong diễn biến liên quan, Mỹ mới đây cho biết sẽ cải tổ lực lượng quân sự của mình tại Nhật Bản khi hai nước tiến tới tăng cường hợp tác quốc phòng nhằm hiện đại hóa liên minh trước các mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng ở châu Á. Mỹ hiện có khoảng 54.000 quân đồn trú tại Nhật Bản theo hiệp ước an ninh và hợp tác song phương năm 1960. Hiện Nhật Bản và Mỹ ngày càng cảnh giác với việc Trung Quốc mở rộng tầm ảnh hưởng ở khu vực. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo tại Tokyo cùng những người đồng cấp Nhật Bản, Minoru Kihara và Yoko Kamigawa, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin cho biết quyết định tăng cường bộ chỉ huy không dựa trên bất kỳ mối đe dọa nào từ Trung Quốc. Ấn Độ đang tìm cách tăng cường quan hệ kinh tế với Nga ngay cả khi nước này đang đối mặt với các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến xung đột ở Ukraine. Nga và Ấn Độ đặt ra mục tiêu thương mại song phương đầy tham vọng là 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, tăng 50% so với mức 66 tỷ đô la Mỹ hiện tại. Thủ tướng Narendra Modi đã thăm Nga trong tháng này để tham dự hội nghị thượng đỉnh thường niên của hai nước. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông kể từ khi Nga tiến hành hoạt động quân sự và mối quan hệ kinh tế của hai nước là chủ đề nổi bật trong các cuộc thảo luận với Tổng thống Vladimir Putin. Cựu Ngoại trưởng Ấn Độ Vinay Kawacha cho biết, ông Modi đã nêu lên nhu cầu mở rộng giỏ hàng hóa thương mại giữa hai nước và tăng cường khả năng tiếp cận thị trường cho hàng hóa Ấn Độ cả trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp. Ông Ajay Srivastava, đồng sáng lập của Tổ chức Nghiên cứu Thương mại Toàn cầu GTRI, thông tin, mặc dù mục tiêu thương mại 100 tỷ đô la Mỹ có vẻ khả thi, nhưng mối quan tâm chính của Ấn Độ là về việc kiểm soát thâm hụt thương mại 57 tỷ đô la Mỹ và tìm kiếm một cơ chế thanh toán hiệu quả cho các giao dịch với Moscow. Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024, xuất khẩu của New Delhi sang Moscow chỉ đạt 4,26 tỷ đô la Mỹ, trong khi nhập khẩu, chủ yếu là dầu thô và sản phẩm dầu mỏ, đạt 61,43 tỷ đô la Mỹ, tổng cộng 65,69 tỷ đô la Mỹ và nghiêng mạnh về phía Nga. Tổng giá trị thương mại này cũng tăng 33% so với mức 49,36 tỷ đô la Mỹ của năm trước. Ông Srivastava nhấn mạnh sự gia tăng mạnh mẽ trong nhập khẩu của Ấn Độ từ Nga dẫn đến mất cân bằng thương mại đáng kể. Trong khi đó, thâm hụt thương mại của Ấn Độ với Nga tăng từ 2,8 tỷ đô la Mỹ vào năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2021 trước khi xảy ra xung đột Nga-Ukraine lên 57,2 tỷ đô la Mỹ hiện nay. Hai nước đang nỗ lực tăng cường thương mại bằng đồng rupee, rup để thay thế cho các cơ chế thanh toán quốc tế đã bị hạn chế do các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây đối với Nga. Đất nước Nam Á cũng đang tìm cách khai thác các cơ hội xuất khẩu lớn hơn như cung cấp các loại hàng hóa mà Nga không thể có được từ nước khác do các lệnh trừng phạt. Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Sunil Bhatwan cho biết nước này xem xét xuất khẩu các mặt hàng như điện tử, sản phẩm kỹ thuật và các mặt hàng khác cũng như nhập khẩu dầu mỏ. Ấn Độ đã yêu cầu Nga xem xét một số rào cản phi thuế quan mà các nhà xuất khẩu của nước này phải đối mặt, chủ yếu trong các lĩnh vực như hải sản và dược phẩm. Lãnh đạo hai nước cũng thảo luận về việc thúc đẩy thỏa thuận thương mại giữa Ấn Độ và Liên minh kinh tế Á Âu mà hai nước đã tổ chức một vòng đàm phán. Sau cuộc gặp, cựu ngoại trưởng Ấn Độ dự đoán những việc này sẽ được đẩy nhanh trong thời gian tới. Mới đây, Thứ trưởng Bộ ngoại giao Ba Lan, ông Vladislav Teofin Batoszewski đã bày tỏ hoài nghi về tư cách thành viên của Hungary trong Liên minh châu Âu EU và tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO động thái này diễn ra sau khi thủ tướng hungary viktor orbán đã chỉ trích những chính sách mà ông gọi là sai lầm của liên minh châu âu eu toàn bộ phương tây và của ba lan đối với nga tại một sự kiện ở tersnat một khu vực của rumani có đông người hungary sinh sống đài phát thanh europa libera rumani trích dẫn lời ông orbán nói khi đó rằng ba lan chỉ trích chúng tôi vì mối quan hệ với nga và bản thân họ lại tiến hành kinh doanh với moscow thông qua các trung gian Ông Orbán cũng cáo buộc Ba Lan gây ra sự thay đổi trong cán cân quyền lực ở châu Âu bằng cách làm suy yếu trục Berlin, Paris để ủng hộ một cấu hình mới, London, Warsaw, Kiev, các quốc gia vùng Baltic và các nước Scandinavia. Theo nhà lãnh đạo, điều này làm suy yếu nhóm Visegrad, một khối gồm bốn quốc gia Trung Âu là Hungary, Ba Lan, Slovakia và Cộng hòa Séc. Phản ứng lại, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ba Lan Vladislav Teofin Batoszewski đã cho rằng chính sách của ông Orbán hiện tại là chống lại nước này cũng như EU và Ukraine. Lưu ý rằng Budapest hiện đang chặn khoảng 467 triệu euro từ Quỹ Hòa bình châu Âu EPF do EU bồi hoàn Warsaw vì đã viện trợ quân sự cho Kiev. Khẳng định Ba Lan không hợp tác với Nga, ông Batoszewski nói thêm bài phát biểu của Thủ tướng Hungary đã nhận bình luận tiêu cực từ đại sứ Mỹ tại Budapest vì đó là một cuộc tấn công vào Warsaw, Washington, EU và NATO. Bên cạnh đó, thứ trưởng ngoại giao Ba Lan nói: "Tôi thực sự không hiểu tại sao Hungary lại muốn tiếp tục là thành viên của các tổ chức mà họ không thích lắm và họ cáo buộc bị đối xử tệ bạc. Tại sao không tạo ra một liên minh với ông Putin và một số quốc gia tương tự? Nếu bạn không muốn trở thành thành viên của một câu lạc bộ nào đó, bạn luôn có thể rời đi." Ông Obama là một trong những nhà lãnh đạo liên minh châu Âu EU được cho là thân nga ông thường xuyên phản đối nhiều sáng kiến của eu nhằm hỗ trợ ukraine đối phó kế hoạch quân sự của moscow không giống như hầu hết các quốc gia châu âu hungary đã liên tục hoài nghi về sự cần thiết viện trợ quân sự cho ukraine thay vào đó kêu gọi các bên ngừng bắn đầu tháng này ngay sau khi hungary đảm nhiệm vai trò chủ tịch luân phiên hội đồng eu thủ tướng orbán đã đến cả ukraine nga mỹ và trung quốc để thực hiện điều mà ông gọi là sứ mệnh hòa bình bất chấp chỉ trích của các đồng minh phương tây ông Oban tuyên bố sẽ tiếp tục theo đuổi sứ mệnh đó. Trong một phát ngôn gây tranh cãi, ông Oban cuối tuần qua nói rằng nhiều quốc gia trên thế giới đang dần đứng về phía Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine bất chấp sức ép từ phương Tây. Những động thái gần đây của nhà lãnh đạo Hungary đã khiến lãnh đạo các nước EU bất bình. Politico dẫn nguồn thạo tin nói rằng giới chức EU đang cân nhắc cắt ngắn nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên của Hungary. Theo Bloomberg, bạo lực chính trị tồi tệ nhất từ trước tới nay tại Bangladesh. Kể từ khi Thủ tướng Sheikh Hasina tiếp tục nắm quyền trong cuộc bầu cử tháng 1, có thể khiến nền kinh tế thiệt hại 10 tỷ đô la Mỹ, trở thành trở ngại lớn đối với quốc gia đang tìm cách củng cố lượng dự trữ ngoại hối. Lệnh giới nghiêm và việc đánh sập mạng internet diện rộng nhằm dẫn tắt các cuộc biểu tình của sinh viên về hạn ngạch việc làm của chính phủ, ước tính sẽ tác động 10 tỷ đô la Mỹ đến nền kinh tế và chi phí dự kiến sẽ tăng cao hơn nữa. Theo Javed Akhtar, chủ tịch phòng thương mại và công nghiệp các nhà đầu tư nước ngoài Bangladesh, FCCI. Chủ tịch ACTA cho biết trong một tuyên bố, trong khi đất nước đang dần phục hồi với kết nối trực tuyến và thực địa còn hạn chế, các hoạt động đầy đủ vẫn chưa trở lại và chúng ta chỉ đạt tối đa 50% tiềm năng kinh tế. FCCI đại diện cho các nhà đầu tư từ 35 quốc gia tới hoạt động tại Bangladesh. Mặc dù những thiệt hại ước tính cho đến nay mới chỉ chiếm một phần nhỏ trong nền kinh tế trị giá 455 tỷ đô la Mỹ, Bangladesh đang ở trong tình thế bấp bênh với dự trữ ngoại hối đang cạn kiệt. Điều này đồng nghĩa các cuộc đàm phán giữa chính phủ của Thủ tướng Hasina cùng với các chủ nợ và quỹ tiền tệ quốc tế IMF để có thêm nguồn tài chính sẽ trở nên cấp bách hơn vì dự trữ trong nước đã giảm xuống còn 21,8 tỷ đô la Mỹ vào tháng trước. Trong khi đó, ngành may mặc vốn là ngành kinh tế chủ lực chính đang phải vật lộn để nối lại hoàn toàn hoạt động. Từ đầu tháng 7, các cuộc biểu tình bắt đầu nổ ra ở Bangladesh để yêu cầu chấm dứt hệ thống hạn ngạch viên chức và dần tăng nhiệt, trở thành đụng độ chết người giữa sinh viên và cảnh sát vũ trang ở thủ đô Dhaka bạo lực nổ ra ở Đa Haga tuần trước khi hàng nghìn sinh viên mang theo gậy gộc, gạch đá tuần hành trên đường. Khi cảnh sát bắn đạn cao su vào đoàn biểu tình, những người này chống trả và dồn họ vào trụ sở đài truyền hình Bangladesh. Người biểu tình phóng hỏa đốt một tòa nhà của đài truyền hình cùng hàng chục phương tiện đậu bên ngoài. Giám đốc đài sau đó cho biết, toàn bộ nhân viên đã sơ tán khỏi tòa nhà. Nhân chứng nói hàng trăm người bị thương khi cảnh sát bắn hơi cây và đạn cao su để giải tán đám đông. Người biểu tình cũng đốt khoảng chục chiếc xe ở lối vào cơ quan ứng phó thảm họa quốc gia khoảng 60 cảnh sát được trực thăng giải cứu khi mắc kẹt trên nóc tòa nhà trong khuôn viên Đại học Canada, nơi xảy ra một số vụ đụng độ nghiêm trọng nhất ở The Haka. Khi màn đêm buông xuống, mạng Internet ở Bangladesh rơi vào tình trạng ngừng hoạt động gần như hoàn toàn. Nguồn cơn của đợt bất ổn lần này là chính sách dành hơn một nửa số lượng vị trí công chức cho một số nhóm cụ thể, bao gồm con cái của các cựu chiến binh tham gia cuộc chiến tranh giải phóng đất nước năm 1971. Những người chỉ trích cho rằng kế hoạch này có lợi cho các gia đình trung thành với Thủ tướng Hasina 76 tuổi, người đã điều hành đất nước từ năm 2009 và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thứ tư liên tiếp vào tháng 1 năm nay. Khi Bangladesh không thể tạo ra đủ cơ hội việc làm cho 170 triệu dân của mình, chính sách hạn mức tuyển dụng gây phẫn nộ trong giới trẻ khi họ đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng việc làm trầm trọng. Thủ tướng Hasina khiến tình hình càng thêm căng thẳng khi so sánh người biểu tình với những người Bangladesh đã bắt tay Pakistan trong cuộc chiến giành độc lập của đất nước, khiến dư luận thêm sôi sục. Vừa qua, hãng thông tấn Bernama của Malaysia dẫn lời Thủ tướng Anwar Ibrahim cho biết, nước này đã gửi đơn đề nghị gia nhập nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới, BRICS. Theo thông báo, Malaysia đã gửi đơn đến Nga, nước hiện giữ cương vị chủ tịch luân phiên của BRICS, trong đó bày tỏ sẵn sàng tham gia nhóm với tư cách nước thành viên hoặc đối tác chiến lược. Trước đó, Thủ tướng Ibrahim cũng đã tiếp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đang có chuyến thăm Malaysia. Theo ông Anwar, cuộc hội đàm tập trung vào đơn xin nhập BRICS của Malaysia. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cam kết rằng, với tư cách là nước chủ tịch BRICS, Nga sẽ giúp Malaysia thúc đẩy mối quan tâm của quốc gia Đông Nam Á này đối với quan hệ đối tác của BRICS. Vào tháng 6, Malaysia xác nhận có kế hoạch gia nhập BRICS. Ông Anoa đánh giá tổ chức quốc tế này có ý nghĩa chiến lược với Malaysia, đồng thời nhận định vị trí địa lý của nước mình sẽ mang lại nhiều lợi ích cho khối. Thủ tướng Anoa bình luận, phương Tây muốn kiểm soát quỹ đạo của thế giới nhưng chúng ta không thể tiếp tục chấp nhận điều này. Các quốc gia độc lập có quyền tự do bày tỏ nguyện vọng. Trật tự thế giới đơn cực không còn tồn tại. Sự trỗi dậy của BRICS và Trung Quốc đang mở ra niềm hy vọng mới về kiểm soát và cân bằng quyền lực toàn cầu. Ngoài Malaysia, một số quốc gia đã bày tỏ quan tâm gia nhập nhóm. Hồi đầu tháng 7, Ngoại trưởng Venezuela Ivan Yu cho biết, ông và đại sứ Ấn Độ tại Caracas, Sri đã thảo luận về việc Venezuela dự định gia nhập BRICS. Venezuela hy vọng có thể gia nhập BRICS trong năm nay với tư cách là thành viên chính thức tại hội nghị thượng đỉnh của nhóm được tổ chức vào tháng 10 ở Nga. Trong tháng 6, Bộ ngoại giao Thái Lan cũng cho biết, nước này đã đệ đơn chính thức xin gia nhập BRICS tại cuộc họp cấp bộ trưởng của nhóm được tổ chức một tuần trước đó, đồng thời hy vọng sớm được chấp nhận là thành viên BRICS tại cuộc họp thượng đỉnh sắp tới ở Nga. BRICS thành lập năm 2009 với thành viên ban đầu là các nền kinh tế mới nổi Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Nam Phi gia nhập năm 2010. Đến nay, nhóm này được mở rộng gồm Iran, Ai Cập, Ethiopia và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Tổ chức này đóng góp khoảng 25% GDP, 40% dân số và 20% thương mại toàn cầu. Hơn 20 quốc gia khác cũng đang bày tỏ sự quan tâm đến việc gia nhập BRICS. BRICS được coi là đối trọng của G7 gồm Mỹ, Anh, Đức, Nhật Bản, Pháp, Canada và Italia. Ngoài việc hỗ trợ cho các thành viên tổ chức này nhiều năm qua còn đặt mục tiêu tung ra đồng tiền chung, giảm phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ. Năm 2015, họ thành lập NDB, giải pháp thay thế cho Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới VKB, vốn do Mỹ và châu Âu thống trị. Nhưng sau 9 năm hoạt động, NDB chỉ cho vay được 33 tỷ đô la Mỹ, khá nhỏ so với IMF và VKB.